Kính chào tất cả các bạn, kính chào tất cả quý vị đang xem kênh YouTube của Phiêu Đồng. Khi mà Nhà Trắng tuyên bố hỗ trợ thêm 3 triệu liều vaccine Moderna chống Covid-19, thì tôi nghĩ các đại gia ở Việt Nam đang ngồi chờ sẵn. Nghe người ta cho mừng thí mẹ luôn, ngồi chờ bắt đầu lên kế hoạch rồi, coi như hàng á, thì chưa đi. Nhà Trắng mới thông báo thôi, mà cha con ngồi chờ rình thế này giống như chết đói vậy đó. Kể cả các đại gia Việt Nam. Từ từ, tôi nói các bạn nghe. Khi mà 1 triệu rưỡi liều đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh và 1 triệu rưỡi liều đi về hướng Hà Nội, không biết vaccine tới cái gọi là cái tổ chức chống Covid-19 hay chưa, cái nơi mà chịu trách nhiệm nhận, có lẽ mới tới hải quan thôi. Thằng Vingroup nhảy vô giật 5.000 liều vaccine Moderna. Giống như đi ăn cướp vậy đó. Tôi nói tụi này nó đói sẵn rồi, coi như nó đói meo rồi, giống chết đói vậy đó. Đại gia cũng chết đói, đại gia ở đâu, đại gia tỷ phú ở Việt Nam biết mà cũng chết đói. Vô giật ngang 5.000 liều vaccine mà nói là đi mượn tỉnh rủi như rồi. Và tất nhiên người ta cũng đã làm việc trước với cái tổ phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Coi như Nhà Trắng vừa tuyên bố xong là chúng nó ngồi họp với nhau, chúng nó chia nhau hết rồi các bạn. Và cái chuyện này cũng rất bình thường thôi các bạn. Bình thường thôi. Trước đây là cho 2 triệu liều rồi Moderna, rồi bây giờ cho thêm, rồi trước đó cũng cho nhiều Pfizer, đủ thứ chuyện trên đời hết. Mà chúng nó còn giành nhau bá đạo. Ông ngoại gọi điện thoại: cháu ơi, cháu chích vaccine chưa? Chuẩn bị nghe cháu. Thích loại gì? Ông ngoại giúp cho. Anh ơi anh, chỗ em chuẩn bị chích vaccine, anh thích loại nào? Pfizer, AstraZeneca hay là Moderna? Anh thích loại nào? Loại gì cũng có và số lượng bao nhiêu cũng có. Cũng may người ta yêu cầu chích 2 mũi, chích 100 mũi nó không chích. Bắt đầu tiến sĩ gọi này: tiến sĩ bác sĩ đây, em ơi, em yêu ơi, chuẩn bị lo giấy tờ đưa cho anh vào chích vaccine đi, vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi cho những người này còn lịch sử nhé, những cái ông ngoại, những cái ông em, những cái là ông anh còn lịch sử một chút, còn lịch sử một chút. Và thậm chí ngay cả những cái hoa hậu, á hậu của mẹ gì đó mà đi lên Facebook khoe, tôi nó còn được. Trước đây thì nó không được, nhưng bây giờ thì được. So với thằng Vingroup, cái thằng bá đạo nhất thế giới. Tôi nói hàng vaccine Moderna chưa về cái tổ công tác chống dịch đâu, mới ở hải quan nó giật mẹ 5.000 liều rồi. Nó giật ngang, nó chả ngang con mẹ vậy đó. Bây giờ hắn không phải là ông ngoại nữa, mà ông cố tăng ông ngoại nữa. Đâu có ngang đời ai các bạn. Nó không ngán đời ai các bạn. Bây giờ các bạn cùng tôi hãy nghe lãnh đạo của thành phố nói gì về cái việc mà gọi cái tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna mà người ta nói là hợp lý hợp tình. Các bạn nghe ông giải thích nha. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân đưa phó chủ tịch ra, Dương Anh Đức thông tin cho tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ này. Vì sao người ta nói là hợp lý này? Đã hỗ trợ không chỉ kinh phí mà còn nhân lực trực tiếp chống dịch Covid-19. Nên việc cho mượn 5.000 liều vaccine trước là hợp tình, hợp lý. Người ta nói với các bạn, người ta nói lý do mà cho Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna, tôi nói là mới tới cửa hải quan nó giật mẹ rồi. Là hợp tình, hợp lý bởi vì này, Vingroup đã hỗ trợ không chỉ chi phí mà còn nhân lực nữa. Rồi các bạn qua người ta hỗ trợ gì nha, mình cũng nên biết người ta qua hỗ trợ gì. Hỗ trợ thì tốt thôi các bạn. Tại thành phố Hồ Chí Minh này, tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ hơn 2.000 máy thở nha. Ngoài hỗ trợ trang thiết bị y tế, còn hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế, sinh phẩm, máy móc xét nghiệm với công suất hàng chục ngàn test cho đơn vị thành phố. Tại nhu cầu đó, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho tập đoàn Vingroup mượn trước để tiêm cho các lực lượng này. Chúng tôi nghĩ đây là việc hợp tình hợp lý, phục vụ trực tiếp công tác phòng chống dịch.
Bây giờ trả lời câu hỏi phóng viên này, phóng viên người ta hỏi này. Tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều thì ông phó này ông tên là Dương Anh Đức ông nói tiếp như sau: Tập đoàn Vingroup huy động lực lượng lớn để hỗ trợ thành phố trong công tác chống dịch. Tập đoàn này cũng là đơn vị tài trợ kinh phí cho cả nước và thành phố, bao gồm cả kinh phí hỗ trợ quỹ mua vaccine. Vân 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 vân, đại khái như thế. Đại khái là chính quyền lãnh đạo thành phố lý luận rằng sở dĩ mà cho phép Vingroup mượn đỡ 5.000 liều vaccine Moderna, mà tôi nói nó chưa tới tay của mấy ông này nữa, ngay cả mấy quán nó giật mẹ rồi. Thì lý do thứ nhất, vì Vingroup hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung rất nhiều, đã khá rất nhiều đi, trong cái việc phòng chống Covid-19. Ngoài cái chuyện hỗ trợ về tài chính rồi, thì hỗ trợ về nhân lực nữa, tức là đưa người ra tuyến đầu nữa. Thì đó là hai lý do mà ông ta sẵn sàng cho Vingroup mượn 5.000 liều vaccine. Kính chào các bạn. Cái việc mà doanh nghiệp mà hỗ trợ cho nhà nước Việt Nam đang kêu gọi tất cả người dân và doanh nghiệp kể trong và ngoài nước đóng góp tiền mua vaccine, cũng như là hỗ trợ về thiết bị máy móc, hỗ trợ về nguồn nhân lực, đó là lời kêu gọi chung của chính quyền Việt Nam. Và đâu chỉ riêng Vingroup hỗ trợ các bạn. Ở đây tôi chưa nói hỗ trợ nhiều hay hỗ trợ ít, mà rất nhiều đơn vị đóng góp cả tiền bạc, cả vật chất và cả con người. Rất là nhiều đơn vị, ngay cả ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, cũng rất nhiều đơn vị, chứ không riêng gì Vingroup. Tôi nói đó là tổ chức nha, còn cá nhân, rất là nhiều người đóng góp tiền mua vaccine, đóng góp mấy trăm ngàn cũng gọi là đóng góp, chứ không phải là nói đóng góp nhiều là ưu thế hơn đóng góp ít. Tôi nói về cái chuyện đóng góp cái đã. Bây giờ Vingroup mượn 5.000 liều vaccine chân ướt chân ráo, coi như là dân tỉnh còn chưa thấy mặt nữa, thậm chí cái bộ phận mà chống Covid-19 họ còn chưa thấy mặt nữa, giật ngang mẹ giống như ăn cướp vậy đó. Mà lý do là vì Vingroup đóng góp nhiều trong việc phòng chống dịch của thành phố. Vậy tôi hỏi các bạn, các đơn vị khác thì sao? Bây giờ ai cũng đi mượn như Vingroup, thì tôi hỏi các bạn, đẻ ra cái bộ phận phòng chống dịch Covid-19, cái tổ công tác gì đó của thành phố Hồ Chí Minh để làm cái gì? Cái doanh nghiệp nó giật ngang hết. Mà bây giờ Vingroup mượn được thì thằng khác nó cũng mượn được. Tại sao nó mượn không được? Các bạn thấy không? Nó ăn cướp mà cái như là kinh khủng tới cái mức như thế, nó giành giật nhau từng miếng mồi, gọi là bơ thừa sữa cặn của Mỹ như thế. Nó nhục nhã ê chề các bạn. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai thì thành phố nói là Vingroup có đưa lực lượng vào để mà chống dịch. Thì tôi nghĩ Vingroup cũng có đưa thiệt, và nhiều đơn vị đưa thiệt, ngay cả bệnh viện người tôi huy động 100% thì sao? Các trạm xá 100% thì sao? Người ta không đưa người vô vậy? Cái chuyện đưa người là cái chuyện đưa người. Còn cái chuyện mà chích vaccine đó là quyết định của cái tổ chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, tên gọi gì tôi không cần biết. Cái tổ đó người ta chịu trách nhiệm. Còn Vingroup chỉ là một đơn vị kinh doanh, và đơn vị là có người được cử người tới làm việc. Thì Vingroup làm gì có quyền mà lấy vaccine của chung mà để mà chích cho nhân viên của mình, đâu có được. Đâu có làm gì được. Vậy đẻ ra cái tổ mà chống dịch Covid-19 của thành phố để làm cái gì? Để bùi ngó chơi cho vui à? Cái việc mà quyết định tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên, đó là do cái tổ công tác chống dịch của thành phố, chứ không phải do đơn vị kinh doanh như là Vingroup được. Làm cái chuyện ba đạo, không có luật, không có lệ, không có tự gì hết. Cứ cậy quyền, cậy thế mà làm như một cách công khai, còn hơn ông ngoại, còn hơn chú em, còn hơn cả ông anh nữa. Bá đạo với sợ luôn. Tất nhiên cái chuyện tiêm chủng cho người tuyến đầu là cần thiết. Vingroup có đưa người ra tuyến đầu? Có. Tôi cho là có đi. Và rất nhiều đơn vị cũng đưa người ra tuyến đầu, chứ không phải chỉ Vingroup. Tại sao là lấy vaccine chích cho nhân viên của mình? Vậy còn những người khác tuyến đầu thì sao? Thì sao? Có như hàng viện trợ chưa về tới nơi, nó súng vô nó giật mẹ rồi. Cái tụi bá đạo thiệt.
tôi lại luôn á, tôi lại luôn á. Cho nên khi mà tôi đưa cái video lên, tôi chúc mừng Việt Nam có thông tin tốt là Mỹ viện trợ thêm 3.000 liều vaccine Moderna và đã về thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì có bạn bình luận rằng anh nói thế này dân Việt Nam nó buồn thêm. Tại vì chúng nó chia nhau, chúng nó giật hết mẹ rồi. Thì bản thân tôi thì tôi biết thông tin thì tôi chia sẻ với các bạn. Bây giờ cộng sản nó giật nó tiêm thì cũng là con người. Nhưng mà các bạn thông cảm đi, nhất là những cái bạn mà công dân Việt Nam hạng 4 như tôi thì cũng phải chịu khó mà thôi các bạn. Ngay cả cái chuyện mà nó rất bình thường trong cuộc sống mà nó còn ưu tiên cho con cháu cộng sản, tức là công dân Việt Nam hạng nhất, hạng nhì, và cũng ưu tiên cho những người có quan hệ ông ngoại chú em ông anh mà tôi gọi là công dân hạng ba, tức là cái loại công dân mà bở đít cộng sản, quan hệ với cộng sản, thì để cho cái loại nhất, loại nhì, loại ba nó xong cái đã thì mới đến loại bốn của các bạn. Cái này tôi nói rất là nhiều rồi, và bất cứ thứ gì nó cũng vậy cả, chứ huống hồ gì vaccine mà Việt Nam đang đói thế này các bạn. Liên Hợp Quốc đưa ra vậy, xin lỗi, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra vậy, mà về Việt Nam nó còn bóp lại nữa, cái chuyện bình thường, ngay cả khái niệm nó còn bẻ được cơ mà. Phong tỏa mà nó không nói phong tỏa, mà nó nói là giãn cách, rồi hết giãn cách, rồi nó nói là cách ly, chứ nó không nói phong tỏa. Cái định nghĩa mà nó còn bẻ được, cái huống hồ gì mà sản phẩm về mà nó không lượm được, tôi cùi tôi đi đầu xuống đất. Nhưng mà báo chí, thông tin đại chúng là chúng cứ nói là ưu tiên cho những người đầu ngành, ưu tiên cho những người già, ưu tiên cho những người có bệnh tiền sử, nó nói giống như y là WHO đưa ra vậy, và sau đó từng lứa tuổi, các bạn thấy không, hàng chưa về mà nó giật ngang rồi, đồng ý là cho dù Vingroup lấy 5.000 liều này tiêm chủng cho những người đầu tuyến, đồng ý như vậy. Nhưng mà cái việc tiêm chủng, việc phân loại đó là do cái tổ công tác chống Covid-19 của thành phố, người ta quy định, đã ra cái bộ phận nó làm gì? Mà để cho một doanh nghiệp người ta giật ngang ra, người ta về người tiêm cho nhân viên người ta. Vậy còn những nhân viên đầu tuyến của những công ty khác ở đâu? Những cái bệnh viện như Trạm Xá ở đâu? Hay là họ chết hết rồi? Mà cho dù người ta chết hết rồi nữa, thì cái việc mà tiêm chủng mà quyết định đó là do cái tổ công tác trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chứ làm sao mà để một cái đơn vị nhảy vào mà giật ngang về được, cho dù đơn vị đó đóng góp nhiều nhất đi nữa. Một cái xã hội loạn lạc, một cái xã hội bá đạo, một cái xã hội vô cùng tham lam. Đó là tôi chưa nói cái chuyện là cái việc Vingroup đóng góp vào cái chi phí hỗ trợ Covid-19 cho thành phố Hồ Chí Minh hay là cho cả nước đi nữa, đóng góp nhiều nhất. Nhưng mà cũng nên hiểu rằng cái tiền đóng góp của Vingroup đó từ đâu ra, cái lợi nhuận Vingroup từ đâu ra các bạn. Tôi đã có làm một video phân tích rất là kỹ, trong cái video này tôi nói qua thôi. Vingroup giàu lên đó là do cạp đất, là do cướp đất của dân, do cướp tài nguyên thiên nhiên mà ra. Cái chẳng có cái sản phẩm bá đạo nào mà cho ra hồn ra dáng, làm chiếc xe cũng ra hồn ra dáng, cái xe thì mới, đi lỗi tùm lum tùm la. Toàn là cạp đất, toàn là chiếm đất của dân, toàn là chiếm đất của tài nguyên thiên nhiên mà tạo ra lợi nhuận mà thành tỷ phú. Chứ còn làm một sản phẩm kỹ thuật nào có ra hồn gì đâu các bạn. Làm lắp ráp cái tivi cũng ra hồn, mặc dù mua đồ cũng lắp ráp cũng ra hồn, lắp ráp cái điện thoại cũng ra trò, 3 năm dẹp tỉ mẹ rồi. Làm cái xe hơi mà mua đồ coi như là bá đạo, đồ thằng này đồ thằng kia ráp lại cái xe đi không được. Xe xe mới mà gạt cần gạt thế này đấy, không mưa không gạt. Bá đạo, đổ xăng thì dùng hai thằng, một thằng đè thằng một thằng mở khóa, vân vân và vân vân, không làm được cái trò gì hết á. Là sản phẩm kỹ thuật là không làm được cái trò gì hết á. Ngay cả tạo thành một cái chuỗi bán lẻ tạo cũng ra hồn nữa, rồi cũng dẹp lên dẹp xuống thua những người khác. La tôi nói Vingroup giàu lên do cạp đất, do chiếm đất của dân, do chiếm tài nguyên thiên nhiên của đất nước mà giàu lên. Cho nên cái tiền mà Vingroup đóng góp vào cái quỹ hỗ trợ vaccine cũng như đóng góp vào cho thành phố, cho cả nước, đó chính là tiền của nhân dân, là tiền của đất nước. Chả có con khỉ mốc gì hết đó. Như vậy các bạn thấy không? Một cái xã hội vô cùng loạn lạc, một cái xã hội vô cùng tham lam. Cái này gọi là bơ thừa sữa cặn của Mỹ gì nữa.
mới nhả ra tí, chúng nó bu nhau, chúng nó giành giật, chúng nó sâu xé lẫn nhau, nhục hơn con cá nục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy cái video này vui, like giùm tôi cái đi, like và share trên Facebook cho nhiều người cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông nhé, để tôi đưa video lên, tôi đưa video mới lên các bạn nhận được liền. Phiêu Đồng xin cảm ơn và chúc mọi người bình tĩnh, nhất là những bạn công dân Việt Nam hạng 4 như tôi, bình tĩnh, từ từ cũng sẽ có vaccine chích. Tại vì chúng nó chích chỉ được 2 mũi thôi, chúng nó không thể dọng vô 3, 4 mũi, 4, 5 mũi, 100 mũi được. À, cho nên các nước giàu có tiếp tục hỗ trợ cho các bạn, và cuối cùng bạn nào cũng sẽ có. Nhưng mà thời gian các bạn nha, các bạn bình tĩnh, chờ thời gian. Thank you.